Sáng giờ kiếm được nhiêu rồi? 5.000 rồi hả? Tiền bạc đâu quan trọng đâu hả? 5.000 đô á. Trời ơi. Sáng quan trọng, mặt mũi quan trọng. Này, này phải đổi nghề rồi. Bao nhiêu mùa rồi? Dạ mùa đẻ rồi, em cũng nhớ nữa. Em giật ở lúc mẹ vừa đẻ ra là đây cả nhà. Rồi bắt đầu giật cô hồn ở bên khu chợ lớn rồi nè. Quá trời đông luôn. Ở trong ở ngoài nè mọi người. Quá trời luôn rồi. Đông nghẹt luôn rồi. Hai bên đường quá trời đông luôn. Lực lượng chức năng cũng ở đây để giữ trật tự rất là nhiều cả nha. Ở năm nào thì vào ngày này ở cái khu vực này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bên đây nè, quá trời đông ngay cái khu vực Đồng Xoay. Ở giữa Đồng Xoay là đông nghẹt luôn rồi. Ở phía bên trong thì đang cúng nha, đang cúng vẫn chưa xong. Rồi thôi mà quá trời đông, lực lượng chức năng cũng phải tới để giữ trật tự rồi. Cả cái bàn ra để làm gì luôn nè, đó có đem bàn ra để hứng luôn rồi. Đấy, năm nào hả ngày này cũng rất là đông luôn. Hello anh, năm nào cũng đông vui quá. Còn đông hơn năm ngoái nữa mọi người, có giờ đông rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trời. Này sao lại? Anh nó còn 3 2 3 4. Mà mày lấy cái băng cái dẻ luôn cái bàn luôn à. Thấy. Đó này giờ cái chục triệu nó giờ nó mua chiếc mạng luôn. Sáng giờ kiếm được nhiêu rồi? 5.000 anh. 5.000 rồi hả? Tiền bạc đâu quan trọng đâu hả? 5.000 đô á. Trời ơi. Sáng quan trọng mặt mũi quan trọng. Này, này phải đổi nghề rồi. Bao nhiêu mùa rồi? Dạ mùa đấy rồi, em cũng nhớ nữa. Em giật lúc mẹ vừa đẻ ra đi giật. Em năm nay em nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 4 tuổi. Nói thiệt đi, bao nhiêu tuổi? 18, 18 chắc em thăm đi có chừng 17 năm giờ có hồn rồi ha. Đúng rồi. Ừ. Năm nay đeo mặt nạ vô có thấy đường giật không? Đừng thấy mà rồi anh, đó là người chuyên nghiệp anh hiểu không? À, thấy tiền là lập rồi đúng không? Giật cho vui vô đúng không? Đúng rồi. Thấy mặt chèo không? Không mặt nạ rồi. Cái bắp mày chưa trả cho người ta, mày trả cho người ta đi. Mâm mà cầm của anh đem về nhà luôn. Mình đi xuống á, gà cong cong cong. Gà cái nón, anh lấy rồi. Để em vô đi em. Chơi cái cổ đường khác của nhà luôn sao nè. Không, thầy chơi của nhà ra phải không? Quay lại nhớ mặt chi nữa. Quay cái lưng ra. Đứng gặp nổi quay. Đứng gặp nổi quay chi. Coi giật hồn nước ngạt hai nữa nghe hả nghe nghe nào siêu lên ừ ừ dễ ừ.
nha, tứ hướng á, chân chỗ đó. Không sao nghe nói phát mà. Sao nghe nói phát? Phát à? Ờ, không biết phát hay năm ngoái vừa phát mà vừa năm ngoái vừa phát vừa thảy luôn. Vừa phát mà vừa thảy luôn á. Tung tứ hướng luôn á. Có chuyện nước ngoài tham gia. Quá đông luôn rồi mọi người. Ra ngoài đứng xung quanh cái vòng xoay đứng hết luôn rồi. Đó, hôm nay có là luôn cả phóng viên nước ngoài đến để ghi hình luôn rồi mọi người. Đó, vào mỗi năm vào cái ngày rằm này thì lúc nào cũng ở cái khu này, đây là khu chợ lớn. Đó, rồi khu xá Đồng Khánh nè mọi người. Năm nào cũng vậy hết. Mỗi năm một ngày. Mọi người tập trung rất là đông vào cái ngày rằm tháng 7 nha mọi người. Yes, right.
lại luôn cá bị luôn hả? Hai xe này sáng giờ đi hả, đóng luôn nè, kiếm lượng phẩm luôn. Gạo rồi mía, bây giờ là thưởng thức mía rồi luôn. Con cũng lắng vô luôn hả? Con gái con vô luôn hay giữ xe hay quá anh, sáng giờ em đi kiếm hoài không thấy chỗ nào luôn á. Đi vòng vòng không thấy luôn nha, người ta hay thiệt chứ. Đó mới vừa bắt thời với ổi với gì rồi, xong rồi mọi người ơi, xong rồi mấy anh lắc tay hết rồi, thấy xong xong hết rồi, ai về nhà nấy. Trời đông, đông hơn năm ngoái nữa đó. Năm ngoái là thấy ý ngoài, năm trước thì mưa. Năm trước thì mưa. Đó, năm trước hay năm vừa rồi cũng mưa. Đông rồi mọi người ơi. Trời ơi, bên kia mang theo lưới tới luôn rồi cả nhà ơi. Rồi chơi chơi lưới luôn rồi. Giăng lưới đánh cả mẻ luôn. Quá dữ. Tiền nha mọi người, chưa thấy tiền luôn á.
ơi, chủ nhà dọn bàn ngồi ăn luôn rồi. Quá giờ đông. Vậy đâu luôn mọi người ơi.
lụm luôn. Ta làm mày làm thì người ta không làm. Ủa nhưng mà ý là làm thì tôi thấy người ta không khác kiểu đi tự nhiên đến giữa đấy có sao thì bỏ ra. Thank you.
không mời. Trời ơi. Anh đứng lên đây nè. Chủ lên quay được. Chủ nhà đi hết trơn rồi. Đóng cửa đi hết trơn rồi. Tóm ly nước rồi, không giật được cái gì luôn. Rồi xong rồi đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.